Câu chuyện đáng sợ về những chiếc còi tử thần của người da đỏ. Aztec là một đế chế trong khu vực của Mexico. Văn minh Aztec có rất nhiều bản sắc văn hóa đặc biệt, nhưng cũng ghê rợn trong nghi lễ hiến tế. Từ thế kỷ 13, thung lũng Mexico là cái nôi của nền văn minh Aztec, là thủ đô của liên minh các bộ tộc Aztec. Thành phố Tenochtitlan được xây dựng trên một hòn đảo nhỏ nằm trong hồ Texcoco. Liên minh các bộ tộc này lập nên đế chế nhánh mở rộng ảnh hưởng chính trị của họ ra khỏi biên giới của thung lũng Mexico. Họ xâm chiếm các thành phố khác trên khắp Trung Mỹ. Vào thời Hoàng Kim, văn hóa Aztec có các truyền thống tôn giáo và thần thoại rất phức tạp, đa dạng, cũng như đạt được những thành tựu lớn về kiến trúc và nghệ thuật. Năm 1521, Hernán Cortés cùng một số đồng minh bản địa Nahua đã chiếm Tenochtitlan và đánh bại đế chế Aztec dưới sự lãnh đạo của Huitzilopochtli Moctezuma đệ nhị. Sau đó, người Tây Ban Nha lập thành phố Mexico tại vị trí thủ đô bị tàn phá của Aztec. Cũng tại đây, người Tây Ban Nha bắt đầu quá trình thuộc địa hóa vùng Trung Mỹ. Được mô tả là tiếng thét của 1.000 người chết, âm thanh của tiếng còi tử thần giống như tiếng khóc than của các oan hồn, hay nỗi thống khổ của một người đang bị thiêu sống trên giàn lửa. Những chiếc còi tử thần được các nhà khảo cổ tìm thấy lần đầu tiên cách đây vài thập kỷ tại một ngôi đền người Aztec ở Mexico. Ban đầu, người ta cho rằng chúng chỉ là một thứ đồ chơi hoặc vật trang trí thông thường, nên không được nhiều người chú ý. Sau đó ít lâu, họ phát hiện ra bộ xương của một người đàn ông trẻ được chôn với món đồ chơi này và tin rằng đây chính là nhân vật bị hiến tế trong các buổi tế thần. Tim và đầu của người đàn ông bị cắt lìa khỏi cơ thể vào những giây phút cuối của buổi lễ. Bẵng đi một thời gian, các nhà nghiên cứu tình cờ phát hiện ra đó chính là những chiếc còi tử thần đầy quyền năng mà người Aztec cổ đại đã từng sử dụng vào nhiều mục đích linh thiêng và đáng sợ. Bản thân những chiếc còi cũng đã khiến người ta phải rùng mình khi trông thấy, bởi vì chúng được làm ra với hình dạng của những chiếc sọ người. Âm thanh của chúng lại càng kỳ dị và ma quái hơn, giống như tiếng thét của con người vậy. Có nhiều bằng chứng cho thấy những chiếc còi đặc biệt này đã từng được người Aztec sử dụng trong rất nhiều sự kiện, bao gồm các nghi lễ tôn giáo, các buổi hiến tế, hay thậm chí là cả trong chiến tranh để tấn công tâm lý khiến cho kẻ thù khiếp sợ. Hai hiện vật trông giống như hộp sọ của con người được tìm thấy tại đền thờ của thần gió Ihecatl. Khi chúng vẫn đang nằm trong tay của một bộ xương nam giới, có thể là một người đã bị hiến tế trong ngôi đền. Khi một trong hai chiếc còi được thổi lên, những âm thanh mà nó tạo ra được mô tả là hết sức kỳ quái và đáng sợ. Nó giống như âm thanh của con người gào thét trong đau đớn, tiếng hú của ma quỷ hay là tiếng thét của ngàn người chết. Roberto Velasquez Cabrera, một kỹ sư đã dành nhiều năm để tái tạo lại các nhạc cụ cổ xưa mà tổ tiên da đỏ thời Colombia của ông từng sử dụng, đã tiến hành nhiều nghiên cứu đối với những chiếc còi kỳ dị này. Ông cho rằng chúng không phải là những công cụ phổ biến, mà có thể chỉ dành cho một số pháp sư hay những người lãnh đạo. Những chiếc còi tử thần này được sử dụng nhiều nhất trong các buổi hiến tế. Âm thanh thê lương và rùng rợn được thổi lên ngay trước khi nạn nhân bị giết để hướng dẫn linh hồn về bên kia thế giới. Ngoài ra, tiếng còi cũng được sử dụng như một công cụ chiến tranh tâm lý, nhằm làm cho kẻ thù lo lắng và sợ hãi ngay trước khi bước vào cuộc chiến. Các nhà khảo cổ cũng tìm thấy nhiều loại công cụ tạo ra âm thanh đặc biệt khác của người Aztec. Chúng được làm từ nhiều loại vật liệu khác nhau, từ đất sét, lông gà, mía hay da ếch. Mỗi thứ lại phục vụ cho một mục đích riêng, chẳng hạn như những chiếc kèn vỏ ốc thường được thổi khai màn các buổi lễ, trong khi các thợ săn sử dụng còi đất sét để dụ con mồi. Thậm chí các nhà nghiên cứu tin rằng người Aztec còn biết dùng âm thanh để ức chế tâm lý và chữa bệnh. Tuy nhiên, trên tất cả, còi tử thần vẫn là hiện vật gây ấn tượng mạnh mẽ nhất, thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu lịch sử, các khoa học gia và cả giới nghệ sĩ đương thời. Những âm thanh kỳ quái mà chúng tạo ra khiến cho ngay cả những con người hiện đại khi nghe thấy cũng phải rùng mình sợ hãi. Nó cho thấy nhiều bí ẩn của các nền văn minh cổ xưa, dù trải qua cả ngàn năm vẫn giữ nguyên ẩn số của mình. Vậy các bạn có cảm nghĩ sao với chiếc còi tử thần này? Hãy để lại bình luận bên dưới video nhé. Nếu các bạn thấy video hay và bổ ích, đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh YouTube của Ký Sinh Não để cùng tiếp tục theo dõi những video thú vị tiếp theo nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.